Xin chào tất cả các bạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Thanh Nga Group hôm nay giới thiệu cho các bạn một sản phẩm máy đo nhiệt độ hồng ngoại GM430. Máy đo nhiệt độ hồng ngoại GM450 có dải nhiệt độ đo từ 050 độ C đến 450 độ C, có tỷ lệ khoảng cách điểm đo là 12:1 và được bảo hành 6 tháng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy. Thứ nhất, vị trí lắp đặt pin. Pin của máy sử dụng là pin 9V. Phím bắn nhiệt. Màn hình LCD. Nút tắt mở đèn màn hình. Nút chuyển đổi đơn vị đo từ độ C sang độ F. Nút tắt mở đèn laser. Phía trước của máy đó chính là bộ phận đèn laser. Hệ thống cảm biến nhiệt độ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn vui lòng truy cập trang web thanhngagroup.com hoặc mánhngạchsơn.com. Trân trọng cảm ơn.